Hello, chào các bạn, mình là Waterbird Fun đây. Hôm nay đổi súng cho con hào nhá. Con hót chứ kìa, hót. Để redeem với spear nhá. Làm to vô đối luôn. Nhưng mà con này sáp lá cà hơi bị giấy. Thử sáp lá cà vài lần bay cũng hơi bị nhanh. Nó không có thủ. Máu chỉ được 200. Trời, chơi vui vẫn được. Cái skill nó ăn được mấy con máu giấy ngon. Xịt máu giấy, máu giấy hút máu nhanh. Thấy rút máu nhanh không? Thằng kêu liền. Từ từ thôi, con này mà xông vô thì chết liền. Thì có mồi, có mồi. Không nói là con nào sao không ạ? Nhớ có chốt lại mới là nãy đèn không? Nãy đèn đèn cái 6 5% á. Rồi đồ phẩm nê rồi. Phẩm nê này cũng phải bị giữ 3 lớp ten level 6. Rồi giàu dữ thế nè. Cũng rảnh lắm. Hắn bà cái lấy như làm gì không biết. Đốt máu nhanh ghê. Trời. Chết con hào. Bạn chơi Phật Nê thì mình cũng chơi Phật Nê. Coi nào lì hơn nào. Rồi lì băng luôn. Lên đường. Chỉ có con màu nâu đen nha, con màu xanh mình hợp thức cho lắm. Và quay ra màu xanh nâu đen hiếm. Nói chung mình chơi phu thủ thì mình có thể bay mình bắn được, chỉ điều kiện này không bị quá nhiều quả lực để bắn. Quá nhiều quả lực bắn là phải đánh đáp xuống liền, còn mà ráng bay là chết đó, phải kết rồi đó. Mình cũng hạ xuống chơi giống con Amin đó, Amin chơi cũng giống vậy. Amin nó còn đáp xuống, nó còn tăng defense giống như con Phật Nia. Rồi bạn sẽ thấy độ trâu chó của con Phật Nia này. Dễ nhắc rồi. Giết nó còn hơi có. Hôm qua mình coi mấy cái kill bằng của Pilot cho nó thì thấy có nhiều kill lắm. Ví dụ như là tăng thủ, bỏ skill chính đi, bỏ tăng thủ rồi tăng tốc độ, rồi tăng hầm mà lần. Nhưng mà mình muốn giữ skill chính đi đó, thì để có xuyên giáp. Skill chính có xuyên giáp lại hoài, không có bỏ được. Mất skill rồi chơi chán, chán các bạn. Cái gì vui đó. Máu lên, bố hỏi mình cho. Đấy, chết đâu. Sống nhạc. Rồi, bố máu chết tiếp. Máu vô, bố máu vô. Chết thằng nhỏ. Dở hả, dở cái hộp đi rồi. Hộp đi mình hạ rắn luôn nha, chỉ được rắn luôn đó. Chơi hộp đi là không có sợ rắn. Cái sinh giáp của nó. Giờ sắp chết rồi, còn chưa chết nữa. Đáng khó thêm thằng em. Sao nó chạy rồi, ổn không? Để ta tành ra đánh mình mới chết chứ bình thường sao chết. Rồi báo thù em Út thôi. Lu béo. Chết. Thật em.
cái con này, cái con mực này đánh thì yếu được cái câu giờ. Câu giờ chơi đồng đội nó bắn mình chứ. Mà mình quay xem đồng đội đó là nó hiện ra nó đóng mình chạy biến mọi người. Tình hình mệt mỏi đúng thì dở. Con như ra bay vậy ta, cái gì đấy sao đó phải chở tàn thành mẹ rồi thêm tập chữ luôn. Ô thằng này rồi giết đó, giết mình chết rồi, uổng rồi. Thằng này gà nó phản ứng chậm quá, thì con lô bắn gần chết máu nó mới phản ứng lại. Giết cái lô mở kìa, uổng chứ kìa, con đệ đó. Ôi, chiến thắng. Cảm ơn các bạn theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thank you.